Long xin mời chào toàn thể quý anh chị mình nhé. Hôm nay Long lại chia sẻ của video tại vườn của chị Thảo nữa quý vị ạ. Nay thì tiếp tục chia sẻ với quý anh chị mình rất là nhiều tác phẩm, cái chủ yếu là về dòng tùng chị Thảo nha. Dạ, tùng anh. Tùng là hạn là nhiều quý vị nhé. Dạ, thì tùng em mới làm số tùng cũng đẹp lắm. Một số tùng là hạn bây giờ vừa giá cái lọc ngón như thế này, nhìn cũng rất là đẹp luôn quý vị. Thì sẽ quay về chia sẻ với toàn thể quý anh chị mình ở trên mọi miền đất nước, chúng ta cùng xem và cùng giao lưu với nhà vườn của chị Thảo Lê ở Bến Tre quý vị. Thì hy vọng chúng ta sẽ dành ra chút thời gian để theo dõi và ủng hộ cho nhà vườn của chị Thảo. Đây, em xin chào chị Thảo nha. Dạ, xin chào anh Long. Xin chào quý anh chị toàn thể anh chị em. Anh Long lại đến giờ vườn Thảo Lê. Thảo Lê xin giới thiệu với quý anh chị em về bên tùng La Hán. Nhà em mới làm một vài số tác phẩm, anh chị em vào ủng hộ nhà vườn em nha. Dạ, nhà vườn em là ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của em là 0913 692 730. Anh em vào ủng hộ nhà vườn Thảo Lê nha. Dạ. Ok chị Thảo, thì chúng ta sẽ đi ra ở ngoài vườn lựa chọn những cây đẹp và tuyển chọn ra để chia sẻ với quý anh chị mình ha. Dạ. Rất là nhiều cây quý vị. Dạ. Hàng mới làm nhìn nó ra mịn, tai mịn dữ lắm. Dạ. Phóng tàng đồ cái nào thì nó cũng mịn tịt như thế này quý vị này. Ở ngoài này thì cái mình những tùng này mình về làm đồi thì đẹp tuyệt vời luôn ha. Dạ. Làm đồi rồi trang trí. Với trang trí đồ này nọ. Yeah. Khu đồi đồ này nó. Nó cũng lai lái bonsai thôi chứ. Dạ. Còn một số cây bonsai chuẩn, còn một số cây thì nó lai lái quý vị ạ. Dạ. Cái dạng cây mình này mình làm cảnh đẹp lắm. À, mình làm cảnh làm đồi luôn rồi á. Dạ. Đâu chị cứ lựa chọn cây đi rồi mình sẽ đi quay. Dạ. Giờ tác phẩm số 1 này đi anh. Cái này đi ha. Dạ. Cái này tạm gọi lấy cái số 1 đi. Dạ. Để em quay cái mặt bên kia cho nó đầy đủ ánh sáng. Đây, quý anh chị mình có thể thấy này. Về dàn phóm tang chỉ cần làm rất rõ nét quý vị nhé. Cái này nếu tổng chiều cao nó phải hơn 2 mét đó chị Thảo ha. Dạ, chiều cao khoảng 2m2 ạ. Khoảng cao khoảng tầm 2m2 á. Dạ, 2m2. Huân thì nó nằm khoảng tầm 70 hay 60 70 huân. Huân 60 70. Phóm tang thì được nhà vườn chỉnh sửa rất là chi tiết như thế này quý vị này. Đây, quý anh chị mình có thể mình ngắm ha. Những cây như thế này về cái bề để của nó cây nào cũng đẹp quý vị. Bề để đẹp và nó không bị cháy. Cái bề tung này được cái nó không bị cháy tuột. Đây, chúng ta có thể mình ngắm nhìn tổng thể quấn như mặt để của em tung này. Về dàn cột cần ở trên này thì nó cũng khá to quý vị. Đây, cột cần to như thế này. Cái này làm đôi làm trang trí thì đẹp. Đó, đang ra lọc nón rất là sáng loáng luôn. Long phải đứng xa ra mới lấy hết được cái bóng cái này. Cao khoảng tầm 2m2 á. Và lên núi như thế này. Cái mã số 1 này thì mình sẽ giao lưu về giá là bao nhiêu á chị? Dạ, cái này em xin báo giá là 28 triệu nghe quý anh chị em. Đấy, 28 triệu cho một em tùng là hạn như thế này quý vị nhá. Dạ. Chắc hẳn quý anh chị mình cũng có thể cảm nhận được. Đo thông số cái này ship đi không có dưới 5 triệu đâu nha. Dạ. Cây này em hoành là 60 nghe quý anh chị em. Hoành là 60. Dạ. Cao khoảng tầm 2m2. Dạ. Phun tang của em nó thì khoảng tầm 1,5 mét đấy hay. Dạ. Tầm đó. Dạ, của em nó là 28 triệu ha. 28 triệu anh. 28 triệu. Dạ. Cái mã số 1. Dạ. Ok, mình đi đến về tác phẩm cái mã số 2 đi. Dạ, cái mã số 2 anh. Cái này luôn hả? Dạ, cái này luôn anh. Đây, quý chị mình nhìn form tang này. Làm chi tiết. Và mình cái nha. Để nợ này. À, nhìn vậy nhưng mà giọt ngọn đi lên tới cái cổ ngọn lên kia là nhỏ xíu thôi quý vị nhá. Ừ, cây này đế nó đẹp lắm. Mặt đế cũng khá ha. Này. Nở đế và đều đế chưa? Ừ. Này, mặt đế này. Đế đẹp nở đế nhá. To. Đây, những cái mặt cắt bây giờ nó đã cuộn theo như thế này mà. Chốt cân này. Phóm tang sáng loáng. Em đo thông số cho quý anh chị em tham khảo thử. Quanh ngay đây là 70 nghe quý anh chị em.
70 huỳnh ha. Dạ, 70 huỳnh. To. Cao chắc có 2m2 luôn ạ. À, nó cũng tương đương với cái kia. Dạ, tương đương. Nhưng mà huỳnh to hơn thôi. Huỳnh nó to hơn. Dạ. Và cái form tang của nó cũng đẹp, nhìn nó đẹp hơn. Dạ, nó mịn hơn. Cây này em xin báo giá là 34 triệu nghe quý anh chị em. 34 triệu. Dạ. Cho em tung là hạn cây mã số 2 như thế này. Dạ. Đấy, để đều ráng, không bị chạy tuồn một bất cứ chỗ nào luôn quý vị. Ừ. 34 triệu. Ok, mình đi đến về tác phẩm cây mã số 3 đấy chị. Dạ, vô cây mã số 3 đây luôn. Mã số 3 là cái này luôn hả? Dạ, bên đây luôn. Đây, chúng ta ngắm đề trước đi. Ừ. Để đều đẹp, không bị chạy tuột này. Cái đóng cũng chia sẻ rõ với quý anh chị này. À, cột cân to này. To hơn cổ tay quý vị nhé. Phóm tang mình này. Phóm tang mình mang. Cao thì chắc cái này thấp hơn mấy cái kia một xíu hay sao á. Ừ. Cao thấp khoảng 2 mét mấy à. Huỳnh cái này cũng tầm 70 đấy chị nhỉ. Đấy đo thông số. 6 mấy 70 đó. Có ạ. Dạ, cây này là bài huỳnh 75. 75 hả? Dạ. Chiều cao chắc gỡ 2m2 2m1 2m2 ạ. À, nó thấp hơn một xíu chắc cỡ 2m1. Dạ, thấp hơn chút xíu. Dạ. Em nhìn nó thấp hơn một xíu. Dạ. Cây này em cũng xin báo giá là 34 triệu nghe quý anh chị em. 34 triệu ha. Dạ. Cho em tung là hạn cây mã số 3 như thế này. Dạ. Đấy quý anh chị mình có thể mình trong bầy thì mình lượn cặp mình về mình trưng hai bên cổng nhà cũng đẹp nữa. Ừ. Giá cả thì cơ bản quý anh chị mình cũng cảm nhận được rồi. Nó cũng êm êm. Ừ. Số 4 bên này luôn chị. Dạ, cây số 4 này luôn anh. Cây này hơi lái bonsai một tí này. Dạ. Quý anh chị mình thấy những cái chốt cân của nó cũng được bẻ có lắc này. Đây. Lai lai bonsai một xíu ha. Ừ. To hơn cổ tay. À, dạng dạng long. Đường thân có lắc lườn như thế này. Cao cái này khoảng tầm 2 mét thôi. Cỡ 2 mét ạ. Cao cái này khoảng 2 mét. Ừ. Để cơ bản cái bầy tung này thì thật sự mà nói về cái đế của nó được nuôi dưỡng bảo quản tốt nên thành ra nó không bị cháy tuột luôn. Dạ. Đế đẹp hết á. Em đo thông số cho quý anh chị em tham khảo thử. Cây này là hoành 70 quý anh chị em. Hoành 70 luôn hả chị? Dạ, 70. Dạ. Cây này mã số 4. Mã số 4. Dạ. Em xin báo giá. Cái này khoảng 2 mét thôi. Dạ. Em xin báo giá là 38 triệu nghe quý anh chị em. 38 triệu ha. Dạ. Cái này nó khá chuyển bonsai hơn một chút ha. Dạ. Mã số 4, 38 triệu. Dạ. Mã số 5. Số 5, cây này luôn. Cây này luôn. Ừ. Cây này tông cao này. 2m5 đó. Ừ. Cao khoảng 2m5. Làm đôi ha. Ừ. Cái như thế này làm đồi thì chẳng hết luôn. Thì lô này đó mình làm đồi phiếu phối cảnh đồi đẹp lắm. Dạ. Yeah. Cái này là hoành 72 nghe quý anh chị em. Hoành thân là 72 cm. Dạ, 72 cm. Đế này. Quý anh chị mình ngắm đế này. Con hồng đế nó đều đẹp như thế này quý vị ạ. Tay cân ở trên thì cũng to. Cái này cao khoảng 2m5 đó chị. Dạ, có chừng 2m5 có ạ. Cây này cao. Tầm 2m5 ạ. Dạ. Phóm tang của mình hết quý vị ha. Ừ. Cây mặt số 5 như thế này. Giá thì sao chị? Dạ, cây này có giá là 36 triệu nghe quý anh chị em. 36 triệu. Dạ. Cho em tung là hạn cây mặt số 5 như thế này. Dạ. Cái này cao nhất trong bầy quý vị ơi. Ừ. 2m5 chiều cao đó, tầm đó, long ngạn chừng chừng nó khoảng tầm 2m5 á, ừ. Cao hơn mấy cái kia một chút. Ừ. Mã số 5. Vô cây mã số 6 luôn. Số 6, cái này thì cũng để nở. À, cái này nó dàn giống có một chi âm con tự ở phía dưới.
tử hay hay. À đây nè, dàn những cái phần con tử đó quý vị. Đây, chia lên cái con tử chỉ cần cũng được uốn nắn chi tiết thôi. Và máy nhờ cái con tử nên là cái để nó nở ha. Để nở to cho ra như thế này. Đây nó có cục lọc nữa nè. Đâu. Có cục lọc, cục u trước này này. U to ha, như nắm tay. Đường thân đi lên thì nó liền lạc, không sao hết, không bị chảy tuột chỗ nào hết á. À có chị ơi. Cái bên này có chảy một xíu nha. Chảy nhưng mà nó quíu mềm cây hết rồi. Quíu cây hết rồi. Thì mình quay thì mình cũng chia sẻ rõ nè. Dạ. Bởi vì một xíu đến tới đấy thôi. Dạ. Đây là hết rồi nè. Em đo thông số cho quý anh chị em tham khảo thử. Như được cái form đang có này thì mình... Dạ, cây này là hoành 72. Hoành là 72 sen. Dạ. Em xin báo giá là 33 triệu nghe quý anh chị em. 33 triệu cho em tung lá hạn cây mã số 6 như thế này. Dạ. Ok chị. Số 7. Đi theo hàng như thế này luôn hả? Dạ, hàng luôn đi. Số 7 là em tung lá hạn luôn. Cái này cỡ khoảng cao khoảng 1,5 m. Dạ, 1,5 m à. Thế luôn. Bề để cái này thì đẹp. Quý anh chị có thể mình thấy này, bề để đẹp ha. Bề để chảy đây. Mã số 7 thì bề để nó chảy. Chảy đều nha. Cột cần trên cũng to quý vị. Và nó lùn cây. Cái này thì nó lùn cây hơn. Phong tang của mình mang như thế này. Em đo thông số cho quý anh chị em tham khảo thử. Cây này là hoành 67. Hoành là 67 cm. Dạ, 67 cm. Cao 1,5 m chị. Cao 1,5 m. Tang cái này cũng cỡ 1,5 m luôn. Cỡ 1,5 m ạ. Dạ. Cây này có giá là 34 triệu nghe quý anh chị em. 34 triệu ha. Dạ. Cho em tung là hẳn cái mã số 7 như thế này. Dạ. Sáng loáng cả cây. Số 8 này luôn hả chị? Số 8 này luôn này. Số 8 là em bên này. Tiếp tục là một em tung là hẳn nữa. Con này thì ở bên phần ngọn thì nó bị chảy một chút xíu. À, cháy một chút xíu. Ngay cái đoàn cổ ngọn luôn cái gì này. Dạ. Gắn tay về tới đây hết rồi ha. Đây. Đây là hết sạch này. Lên tới đây nhưng mà nó cuộn mẹp hết rồi. Cái này thì nó cũng bị hư một chi nữa quý vị nhé, bị chạy nhau đổi lại khi giá của nó có giá của nó. Dạ cũng êm hơn gì ha. Dạ êm hơn. Cái này với cái này có thể một cặp khoảng cáo khoảng 1,5 m thôi. Dạ. Em đo thông số cho quý anh chị em tham khảo để cũng đẹp á quý vị, phong tang của mình mà để nó cũng đẹp. Cây này là hoành 62 nghe quý anh chị. Hoành thân là 62 cm. Dạ. Cao 1,5 m. Cao 1,5 m, tang 1,5 m luôn. Ừ, 1,5 m. Em báo giá là 27 triệu nghe quý anh chị. 27 triệu cho em tung là hạn cây mã số 8 như thế này. Dạ. À. Cây mã số 8 giá 27 triệu. Thì quý anh chị mình có thể mình cùng tìm hiểu để giao lưu quý vị. Dạ. Vô cây số 9 luôn đi anh. Mã số 9. Thân to. À, Long chia sẻ về mặt đế để chúng ta cùng ngắm mặt đế trước. Đế đậm thì ok. Không lo ngại về mặt đế quý vị ha. Cái nào cũng vậy thôi. Cái nào đế đậm này cũng ok. Đế nó đẹp lắm. Đường thân đi lên thì nó lươn lắc, dạng long. Phong tang mình cao cái này khoảng tầm 2 m. 2 m ạ. 2 m, 2 m hơn. Em đo thông số cho quý anh chị em tham khảo. Cây này là hoành 75 nha quý anh chị em. Hoành 75 hả? Dạ. Mã số 9, hoành 75. Dạ. Cao cho là 2 m đi. 2 m đi. Tăng 1,5 m. Cây này em xin báo giá là 36 triệu nha quý anh chị em. 36 triệu cho em tung này.
Quý anh chị mình để ý nha, khi mà Long chia sẻ như thế này, những cái tùng này thì nó cái nào mà bị chảy thì Long bảo rõ, còn không thì là nó là ok hết quý vị nhá. Dạ. Thì quay thì cũng nói rõ với quý anh chị mình để quý anh chị mình xem qua màn hình nó cũng mua được cái cây theo quý vị muốn đó quý vị. Ok, sang cái mã số 10. Cái mã số 10 này, điều đầu tiên mà Long nhìn thấy thì nó sẽ có những cái nú quý vị. Những cái nú như thế này này. Sát đất luôn. À, nú da nhá, bên này một nú nữa. Đây là những cái túi lọc mang lại cái sự may mắn. Nếu như mà ai thiên về phong thủy thì có thể mình lựa chọn những cái như thế này để mình hút tài lọc về nhà quý vị nhá. Riêng cái tùng la hán, chơi tùng la hán thì nó đã là một cái cây phong thủy mang đến tài lọc cho gia chủ rồi. Thì những cây như thế này nó càng thêm giá trị về có những cái nú như vậy á quý vị. Cũng là cây dạng long liên lạc. Em đo thông số cho quý anh chị em. Cao thì cũng cỡ khoảng tầm 2 mét. Dạ. Quỳnh nghe đây là 64 nha quý anh chị em. Huỳnh là 64. Dạ, 64. Cao 2 mét, tăng 1 mét rưỡi. Cao 2 mét, tăng 1 mét rưỡi. Dạ. Cây này em xin báo giá là 33 triệu nha quý anh chị em. 33 triệu cho em tung là hạn. À, dạ. Cái mã số 10 như thế này. Dạ. Ok chị. Qua cây mã số 11 luôn. Mã số 11, cây này thì nó bị chảy tí nha. Dạ. Đây. Cái nào chạy thì không nói chạy để quý chị mình lưu ý nha. Khoảng 20 cuộn mẹp rồi, chạy một xíu thôi. Đổi lại thì mặt để cái này đẹp. Thằng này nó cũng bị miếng này. Ủa, bên này cũng bị nữa hả? Đổi lại thì mặt để nó đẹp ha. Mặt để cái này thì nhìn hâm hố. Bên này thì khoảng 30 cái gì nhá, chạy bên này nó cuộn lại gần sát rồi. Đường thân ở trên thì có lắc lượn, con nào cũng dạng giống kiểu dạng lóng đó quý vị. Đó, những con nào chạy thì lóng nổi chạy rõ ràng như vậy để quý anh chị mình ở xa chúng ta có thể mình mua được cái cây mà nó theo ý của mình. Giá cái này bao nhiêu chị Thảo? Dạ, cây này có giá là 30 triệu nha. 30 triệu ha? Dạ. Nó chạy nhưng mà cái để cái này đẹp ha. Dạ. Thật sự nói về tung mà số như vậy là đẹp quý vị ạ. Đo thông số cho quý anh chị em tham khảo. Cây này là hoành 65 nghe quý anh chị em. Hoành 65, cao khoảng 2 mét. Cao 2 mét, 8 mét rưỡi. Dạ. Cái giá 30 triệu. 30 triệu. Dạ. Qua cây này luôn đi. À, cái bên đó là cây mã số 12. Ừ. Chúng ta cùng ngắm nhìn em tung là hẳn cây mã số 12 như thế này. Con này có chảy gì nhá, có chảy ở mặt bên này. Bên đây nữa. À, phóng tàng chỉ cần thì ok rồi. À, chạy này. Chạy này nhưng mà chạy xả cuốn xả rồi. Ừ. Cuốn hết rồi. Bên đây cháy nữa. Bên kia nữa hả? Ừ. Mấy cái thẻo này nó cuốn hết trơn à. Yeah. À bên này. Bên này có bì này quý vị nhé. Ừ. Đây cũng có này. Con này là giống là con này ai chơi lụa ha. Ừ. Nó chạy nhiều chỗ. Chỗ nhưng mà nó có giá của nó hết trơn. Dạ, yeah, nó chạy thì nó có giá của chạy thôi chứ sao đó. Nó to xác nhưng mà có giá của nó theo giá của nó. Nên ví dụ giống như mình làm cái trang trí ở trên sân đồi thì cũng quan tâm về mình cái chỗ đó lắm. Dạ. Yeah. Em đo thông số cho quý anh chị em tham khảo thử. Cây này hình như là mã số 12 phải không? Đúng rồi, 12 chị. Cây này là hoành 65 người quý anh chị em. Hoành là 65. Dạ, cao 2m2 ạ. À, cao cái này khoảng 2m2. 8.5m ạ. Ha. Ừ, là 1.5m. Dạ, cây này có giá là 24 triệu người quý anh chị em. 24 triệu ha. Dạ, nó to nhưng mà nó lỗi của nó có giá của nó. Nó bị chạy đó. Ừ. Nên giá nó còn 24 triệu quý vị nhá. Dạ. Thì mình về mình làm trang trí sân đồi thì nó cũng không quan trọng những chỗ đó lắm. Dạ. Những cái đó lắm. Ừ. Nhưng mà cũng phải nói rõ với quý anh chị mình như vậy nhá. Dạ. Qua cây này luôn đây, 13 này luôn đây. 13 là cây này luôn. Ừ. Cây này là một cây nửa đế. Cùng nú. Nú ở dưới góc cây quý vị. Đây, những cái túi lọc như thế này. À, nó là luôn là những cây mà được sự quan tâm của anh chị nhiều hơn. Mang lại cái sự may mắn. Cột cần cây này cũng to này. Và nó nằm trong cái hệ nhà lùn. So với trong bầy thì cái này là nó lùn. Ừ, lùn. Khoảng tầm 1.5 mét. Cao khoảng tầm 1.5 mét.
phẩm tàng ok, mặt đề thì cũng đẹp, cây không bị chảy tuột. Cây này là hoành 65. Hoành là 65. Ừ. Cao các 1,5 m. Cao 1,5 m à? Tán ngang 2 m ha. Ừ, tán ngang khoảng tầm 2 m. Tại vì cái này cái tảng nó to hơn. Ừ. Đấy, phẩm tàng đồ mình mang như thế này. Ừ. Đó, quý anh chị mình có thể mình cùng ngắm nhìn ha. Cái vườn cây của chị Thảo thì ở phía ngoài này còn nhiều lắm. Thì trong một clip thì Long chia sẻ ra một chút vậy đó, lừa ra khoảng tầm 15 cây để cái thời lượng nó dài. Thì quý anh chị mình chọn lừa những cái cây trong clip thì không vừa ý thì có thể mình liên hệ với chị Thảo để mình xem những cái cây khác ở trong vườn còn nhiều quý vị nhé. Cả trăm cây tùng như thế này cơ mà. Ở vườn thì cả trăm cây, nên quý anh chị mình tha hồ mà lựa chọn luôn. Dạ. Cây này em xin báo giá là 34 triệu nghe quý anh chị em. 34 triệu cho em tùng là hẳn cây mã số 13 như thế này. Dạ. Ok chị, mình sẽ tiếp tục đi sang cây mã số 14. Qua hai cây bên đây đi. Đây quý anh chị mình thấy không? Ở phía sau này còn một bầy tùng mới về chưa chuyển nữa, chưa làm nữa nhá. Còn bên này thì còn nhiều lắm, hề lùn cũng có, hề cáo cũng có. Thì trong quá trình xem video của anh chị mình chưa vừa ý về những cây ở đây thì có thể mình liên hệ với nhà vườn của chị Thảo để mình tìm hiểu những cái cây khác. Chị Thảo sẽ gửi hình ảnh qua cho quý anh chị mình ngắm nhá. Quá trời của đất cây. Cây mã số 14 chị Thảo ha. Ừ. Đây một cây tùng già, cột cành to. Cái này một số cái lá quý anh chị mình nhìn như thế này, đây là cái mình xử lý nấm bệnh thôi quý vị nhá. Đang xịt nấm bệnh. Ừ. Chứ nó không cái có bị gì hết. Cũng phải là nó bị nấm bệnh mà mình xịt để phòng nấm bệnh. Phòng nấm bệnh. Yeah. Ừ. Thì nói rõ với quý anh chị mình sao nói cái lá tùng nó mình như vậy. Tức là mình xịt cái thuốc để trị phòng ngừa cái nấm bệnh thôi quý vị. Đây, cái mã số 14 thì nó là một cái tùng mà có bồ đề đẹp. Quý anh chị mình cũng ngắm nhìn bồ đề trước. Để đẹp đều ráng ha. Để thứ hai nữa là về cái dàn cột cân của em này thì già và to. Đây. Già khẽn bè như thế này đây. Nó có một cái co ở phần cổ ngọn cực kỳ khó chịu luôn. Co ở cổ ngọn rất là khó chịu quý vị nhá. À đi lên phần cổ ngọn. Rục rịch như vậy đó. Đây có một cái cành lạ xuống. Tạo cái độ duyên cho cây. Con này cũng có một phần cháy ở đầu này. Không đáng kể, nhỏ thôi. Khoảng tầm 10 cm à. 10 cm à. Đấy, thì quay nói rõ. Ừ. Cái này cũng phải là gì mà nó là cái phần mặt cắt quý vị. Phần mặt mình, cắt. Mình gọt lại cho nó nhìn, nhìn nó mềm cây. Dạ. Cổ ngọn to. Cây này là đế đẹp luôn. Em đo thông số cho quý anh chị em tham khảo thử. Cây này là hoành 70 nghe quý anh chị em. Hoành thân là 70. Dạ. 70. To ha. Chiều cao 1,5 m. Cao khoảng 1,5 m, phun tàng cái này khoảng tầm 2,5 m. 2,5 m. Tàng cái này to quý vị ạ. Dạ. Giá tiền của em nói thì bao nhiêu đấy chị? Dạ, cây này có giá là 57 triệu anh. 57 triệu ha. Dạ. Cái này thì già cây, cột cành khá. Ừ. Ok, chúng ta sang thêm một tác phẩm nữa đi. Dạ. Cái này luôn hả chị? Dạ, cái này luôn đi anh. Cái này tàng mình tích quý vị nhé. Ừ. Phóm tàng này, quý anh chị mình nhìn sơ qua cái bộ phóm tàng của nó này. Mình tích luôn nhé. Đều răm rắp này, thấy chưa? Là một cái tung trái, đang đeo trái đến cây này. Ừ. Đây. Đó, tàng mình mang luôn. Con này thì nó cũng dàn có một cái chi ấm ở phía dưới như thế này. Liên lạc. Đây. Đường thân đi lên thì dàn long. Xoắn. Để làm cũng ok. Em không bị cháy chứ Thảo hả? Dạ không, không có bị cháy anh. Không bị cháy từ chỗ nào đâu chị quý vị. Dạ. Phóng tàng của nó dày lắm. Là cái tùng trái quý vị nhỉ. Tùng trái. Nhìn cái này hoành tráng. Cao thì khoảng tầm 1,5 m thôi. Dạ.
em đo thông số cho Quýnh Trương tham khảo. Cái này là hoành 60 nghe Quýnh Trương. Hoành là 60? Dạ. Cao mét rưỡi? Mét rưỡi. Phun tàng cái này thì phải 2 mét rưỡi ạ? À? Dạ 2 mét rưỡi ạ. Hơn 2 mét đó. Hả? Tàng cái này to lắm ạ. À. Dạ. Đây Quýnh Trương mình nhìn này. Cái tàng nó to và mình lắm nha. Giá là bao nhiêu chị? Dạ cây này có giá là 43 triệu anh. 43 triệu ha? Dạ. Cho em tung là hẳn cây mã số 15 như thế này. Dạ. Ok chị, thì có lẽ mình sẽ kết thúc. Quay sơ lộ cái đám tung ở sao? Đâu? À cái đám tung mà nhấp về hả? Dạ. Này em có quay rồi, em quay giới thiệu sơ tại nếu nói về bê tung này thì mình quay ở góc đồ cả thử cho anh chị thấy thôi, ở trên thì chưa làm. Dạ. Nhưng mà nhà vườn mới nhập về thì khoảng lỗ này cũng được 60 cũng vậy. Dạ 60 cây anh. 60 cây đúng không? Dạ. Đây. 60 hoành, cây tung như thế này. Hoành này chắc cỡ 60 70 8 70 70 đổ lên không ạ? Ừ. Hoành to lắm, cây nhìn. Mà bên này cái cột cành nó còn to gì này? Ừ, cột cành là to lắm. Nó lùng lực nhìn đẹp lắm. Cột cành cái này to này. Ừ. Để cái nào nhìn để cái nào cũng đẹp cả. Mình để cái nè. Chảy. Đây, để này. Cái nào để cũng đẹp ha. Ừ. Khoảng 60 cây như thế này. 60 cây. Nhà vườn của chị Thảo ơi. Bây giờ thì quá trời rộng luôn luôn rồi. Quá trời quá đất ha. Cái này thì làm xong rồi mình bảo giá sao chị ha? Dạ. Ok. Thì mình sẽ kết thúc clip tại đây chị Thảo. Dạ. Ok Long Ngùng rất cảm ơn Quýnh Trương mình đã dành ra chút thời gian kỳ bảo trong buổi tối hôm nay để theo dõi cuốn video tại nhà vườn của chị Thảo Lê ở bên trái quý vị nhá. Thì Quýnh Trương mình xem video mà thấy tác phẩm nào hợp nhãn thì vui lòng liên hệ với nhà vườn để giao lúc ạ. Và bây giờ thì Long xin phép kết thúc clip. Dạ, em cảm ơn Quýnh Trương em và ủng hộ nhà vườn Thảo Lê nha. Dạ. Ok chị.